Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ ba, ngày 5 tháng 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, hòa cùng không khí ngày khai trường trong cả nước, sáng nay thầy và trò tại các trường học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã trọng thể hân hoan tổ chức lễ khai giảng năm học mới. Nhân dịp khai giảng năm học 2023-2024, thay mặt những người làm chương trình xin kính chúc thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Hưng Yên tiếp tục phát huy truyền thống của quê hương văn hiến, năm học mới gặt hái được nhiều thành tích cao, chinh phục tri thức để phục vụ quê hương, đất nước. Và sau đây là những nội dung chính có trong chương trình. Sáng nay, trên 332.000 học sinh tỉnh Hưng Yên hân hoan chào đón năm học mới. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tới dự khai giảng năm học mới, động viên, chúc mừng thầy, cô giáo và học sinh tại một số trường học trên địa bàn tỉnh. Thầy trò tỉnh Hưng Yên đã sẵn sàng cho một năm học mới, mục tiêu kiên định tiếp tục đổi mới sáng tạo. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự sinh hoạt chi bộ thôn An Khải, xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi. Công tác phát triển đảng viên ở Đảng bộ huyện Khoái Châu. Sáng nay, cùng với hơn 22 triệu học sinh trong cả nước, trên 332.000 học sinh và trẻ mầm non của 530 trường học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên nô nức khai giảng, hân hoan bước vào năm học mới. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự lễ khai giảng và tặng hoa chúc mừng thầy và trò trường Trung học phổ thông Văn Giang. Cùng dự có đồng chí Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Văn Giang. Tại lễ khai giảng, các đại biểu thầy cô giáo cùng các em học sinh đã được nghe thư của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi cho ngành giáo dục nhân khai giảng năm học mới. Bức thư có đoạn: khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc sánh vai với các cường quốc Nam Châu chỉ đạt được khi đất nước có những công dân có trí tuệ và phẩm giá, biết yêu gia đình, tổ quốc, đồng bào mình, sống tử tế và làm việc hiệu quả, dám bảo vệ lẽ phải, dũng cảm và tỉnh táo chống lại những điều xấu, cái ác. Năm học mới này, trường Trung học phổ thông Văn Giang có trên 1.600 học sinh, trong đó có 530 em học sinh khối 10. Các em đã nỗ lực phấn đấu học tập trong nhiều năm qua và hôm nay được vinh dự trở thành học sinh của nhà trường. Năm học 2022-2023 là năm đầu tiên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 10, tiếp tục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2006 đối với lớp 11-12. Nhưng dưới sự quan tâm và lãnh đạo sâu sát của các cấp lãnh đạo, trường Trung học phổ thông Văn Giang đã chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất. Đội ngũ giáo viên của nhà trường tích cực đổi mới giáo dục một cách hiệu quả nhằm phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất của học sinh. Trường đã có 25 học sinh giỏi cấp tỉnh, 2 học sinh đạt giải nhất cuộc thi tin học trẻ tỉnh Hưng Yên, 100% học sinh khối 12 đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Trong 474 học sinh khối 12 đăng ký xét tuyển đại học, có 462 em đỗ đại học đợt 1, chiếm tỷ lệ trên 97% trên tổng số học sinh đăng ký xét tuyển. Năm học mới, trường Trung học phổ thông Văn Giang quyết tâm thực hiện chủ đề năm học đoàn kết kỷ cương sáng tạo, tiếp tục đổi mới theo chiều sâu, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, thi đua lập nhiều thành tích, tiến tới kỷ niệm 60 năm thành lập trường vào năm 2025. Tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đã tặng hoa chúc mừng thầy và trò nhà trường và đánh trống khai giảng năm học mới 2023-2024. Đồng thời trao tặng 5 bộ máy vi tính cho thầy và trò nhà trường, tặng quà cho 15 em học sinh đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 đạt từ 27 điểm trở lên và thủ khoa thi tuyển sinh lớp 10. Nhân dịp này, các doanh nghiệp đã trao tặng quỹ học bổng cho nhà trường. Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh dự khai giảng năm học mới tại trường Trung học phổ thông Phạm Ngũ Lão, huyện Ân Thi. Cùng dự có Đại tá Tô Thành Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Năm học 2022-2023 vừa qua, tỷ lệ đạt tốt nghiệp của trường Trung học phổ thông Phạm Ngũ Lão là 100%, trong đó nhiều em đạt điểm cao như các em Nguyễn Thị Nguyệt, Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Thu Trang đạt gần 27 điểm. Trường đạt 6 giải học sinh giỏi cấp tỉnh. Nhà trường đạt giải nhất cấp quốc gia tại cuộc thi học sinh sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp lần thứ 5 năm 2023 do Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức. Trong năm học mới, thầy và trò trường Trung học phổ thông Phạm Ngũ Lão tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt cuộc vận động mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo, tổ chức tốt phong trào thi đua, đổi mới sáng tạo trong dạy và học. Các thầy cô giáo cần triển khai dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng phù hợp với từng đối tượng học sinh, tích cực đổi mới nội dung và phương pháp dạy và học, phương pháp thi và kiểm tra đánh giá theo hướng hiện đại, coi trọng giáo dục lý tưởng cách mạng, giáo dục truyền thống, chú ý giáo dục năng lực học tập sáng tạo, kỹ năng thực hành, tác phong công nghiệp, ý thức trách nhiệm xã hội của mỗi học sinh, đẩy lùi các tệ nạn xã hội xâm nhập vào học đường, tăng cường xây dựng trật tự kỷ cương nền nếp trong và ngoài trường học, tích cực sử dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong dạy học theo hướng đổi mới. Nhân dịp khai giảng năm học mới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Quốc Quảng trao cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên tặng trường Trung học phổ thông Phạm Ngũ Lão vì có thành tích xuất sắc trong năm học 2022-2023, tặng máy chiếu cho nhà trường, tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó và học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học qua. Sáng nay, Trường Trung học phổ thông Trưng Vương, huyện Văn Lâm trọng thể tổ chức khai giảng năm học mới 2023-2024. Tới dự có đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Lễ khai giảng bắt đầu trong không khí hân hoan, chào đón gần 440 học sinh khối lớp 10. Năm học 2023-2024, Trường Trung học phổ thông Trưng Vương là trường có điểm tuyển sinh đầu vào lớp 10 cao nhất tỉnh. Năm học này, nhà trường có gần 1.400 học sinh, được biên chế thành 30 lớp. Qua 26 năm thành lập và phát triển, nhà trường có 6 thủ khoa, trong đó năm học 2022-2023 có một thủ khoa và một á khoa toàn quốc khối A00. Chất lượng giáo dục luôn đứng trong top đầu của tỉnh, tỷ lệ học sinh đỗ đại học nguyện vọng 1 đạt trên 90%. Tại lễ khai giảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn trao tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho Trường Trung học phổ thông Trưng Vương, tặng bằng khen cho hai em Nguyễn Mạnh Hùng và Đặng Tuấn Anh cùng học lớp 12A3 đạt danh hiệu thủ khoa và á khoa khối A00. Trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2022-2023, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng trao quà cho 24 học sinh của Trường Trung học phổ thông Trưng Vương vượt khó vươn lên học tốt, mỗi phần quà trị giá 2 triệu đồng. Lễ khai giảng diễn ra trong không khí vui tươi phấn khởi với màn chống hội rộn ràng cùng nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc do chính các em học sinh biểu diễn. Hòa trong không khí ngày khai trường, sáng nay các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng Sở Giáo dục và Đào tạo đã tới dự khai giảng năm học mới, động viên chúc mừng thầy, cô giáo và học sinh tại một số trường học trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã dự khai giảng năm học mới tại trường tiểu học, trung học cơ sở Phú Thịnh, huyện Kim Động. Năm học 2022-2023, trường tiểu học trung học cơ sở Phú Thịnh có 12 học sinh được công nhận học sinh giỏi cấp huyện các môn văn hóa. 2 học sinh đoạt giải 3 cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh phổ thông cấp huyện. 4 học sinh đoạt giải trong cuộc thi vẽ tranh theo sách với chủ đề cùng em đọc sách, 3 giáo viên giỏi cấp huyện. Đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy dự khai giảng tại trường mầm non Trần Cao, huyện Phù Cừ. Trong năm học 2022-2023, nhà trường đón gần 480 trẻ trên 20 nhóm lớp, 100% số trẻ đăng ký ăn bán trú, tỷ lệ huy động trẻ đến lớp luôn nằm trong top đầu của huyện, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng và thấp còi giảm xuống còn dưới 1%. 100% số trẻ 5 tuổi được bàn giao vào lớp 1, 100% số cán bộ, quản lý, giáo viên nhà trường đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn. Tháng 12 năm 2022, trường mầm non Trần Cao được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Năm học 2023-2024, trường mầm non Trần Cao đề ra mục tiêu tiếp tục thực hiện có hiệu quả chuyên đề giáo dục, xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm và xây dựng trường mầm non hạnh phúc. Đồng chí Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh dự lễ khai giảng năm học mới tại trường tiểu học Chỉ đạo huyện Văn Lâm. Trường tiểu học Chỉ đạo có 970 học sinh, trong đó có 202 học sinh lớp 1. Bước vào năm học mới, nhà trường tiếp tục triển khai sáng tạo có hiệu quả các cuộc vận động phong trào thi đua của ngành, đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển tính tích cực của học sinh, tăng cường nền nếp kỷ cương trong dạy học, tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
Đồng chí Phạm Văn Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, dự lễ khai giảng tại trường tiểu học và trung học cơ sở Thanh Long, huyện Yên Mỹ. Đây là lễ khai giảng đầu tiên được tổ chức sau khi sáp nhập trường tiểu học Thanh Long và trung học cơ sở Thanh Long. Năm học 2022-2023, trường có 1 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 5 giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Trường có 11 học sinh đạt giải tại vòng chung kết quốc gia trạng nguyên toàn quốc bậc tiểu học, 22 học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi các cấp. Trong năm học mới, nhà trường tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua, đổi mới phương pháp dạy và học, lấy học sinh làm trung tâm nhằm tạo hứng thú và đam mê học tập cho học sinh trong mỗi môn học. Giáo viên nhà trường tiếp tục được bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Đồng chí Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, dự khai giảng tại trường trung học cơ sở Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ. Trong năm học mới, trường trung học cơ sở Thiện Phiến đón 172 học sinh vào lớp 6, nâng tổng số học sinh toàn trường lên 13 lớp với trên 500 học sinh. Năm học 2023-2024, nhà trường tiếp tục thực hiện tốt chương trình giáo dục trung học cơ sở của Bộ Giáo dục và Đào tạo, khuyến khích thầy trò xây dựng thêm tiết học lịch sử địa phương, môn tin học và có thêm tiết học kỹ năng về hội họa và âm nhạc nhằm giúp các em phát triển toàn diện hơn. Dự lễ khai giảng tại trường trung học phổ thông Trần Quang Khải, huyện Khoái Châu có đồng chí Bùi Thế Cử, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp hàng năm của nhà trường đều đạt trên 99%, tỷ lệ học sinh đỗ vào các trường đại học cao đẳng đợt 1 trên 90% và có rất nhiều học sinh có thành tích đạt tổng điểm 3 môn thi theo khối trên 27 điểm. Năm học vừa qua, trường trung học phổ thông Trần Quang Khải được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. Trong năm học mới, trường chào đón 391 em học sinh khối 10, nâng tổng số học sinh toàn trường lên 1.200 em. Sự lễ khai giảng tại trường trung học phổ thông Nguyễn Siêu, huyện Khoái Châu có đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Năm học 2022-2023, trường trung học phổ thông Nguyễn Siêu có tỷ lệ học sinh khối 12 đỗ tốt nghiệp đạt 100%, tỷ lệ đỗ đại học cao đẳng đạt trên 98%. Nhà trường có 15 em học sinh đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, trên 500 em học sinh giỏi. Năm học mới, nhà trường tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, triển khai có hiệu quả các hoạt động dạy và học, lồng ghép giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh với mục tiêu hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm học mới. Dự lễ khai giảng năm học mới với thầy trò trường trung học phổ thông Nguyễn Thiện Thuật, thị xã Mỹ Hào, có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trải qua hơn 40 năm xây dựng và trưởng thành, thầy trò trường trung học phổ thông Nguyễn Thiện Thuật luôn nỗ lực phấn đấu và trở thành một trong những trường tốt đầu của tỉnh. Năm học vừa qua, 100% học sinh nhà trường đỗ tốt nghiệp, trên 85% đỗ vào các trường đại học đợt 1. 2 giải triển vọng khoa học kỹ thuật quốc gia, 1 giải ba của thi khởi nghiệp cấp tỉnh. Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã dự lễ khai giảng năm học mới tại trường trung học phổ thông Hưng Yên, thành phố Hưng Yên. Năm học 2022-2023 là năm thứ 6 trường trung học phổ thông Hưng Yên liên tiếp đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. Năm học 2023-2024, nhà trường có trên 1.600 học sinh các khối, trong đó có hơn 500 học sinh khối lớp 10. Để thực hiện tốt các mục tiêu của năm học mới, tập thể giáo viên của nhà trường tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với nghề, năng lực chuyên môn, ra sức đổi mới, sáng tạo để hoàn thành nhiệm vụ dạy tốt. Học sinh nhà trường tiếp tục phát huy khát vọng, học tập, tích cực chủ động, tự giác trong việc chiếm lĩnh tri thức để hoàn thành mục tiêu học tốt. Đồng chí Phạm Huy Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hưng Yên đã tới tặng hoa chúc mừng và dự lễ khai giảng năm học mới tại trường tiểu học An Tảo. Năm học 2023-2024, trường tiểu học An Tảo đón trên 200 em học sinh vào lớp 1, nâng tổng số học sinh toàn trường lên gần 2.000 em. Dự khai giảng tại trường trung học phổ thông Mỹ Hào có đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Mỹ Hào. Năm học 2022-2023, các hoạt động giáo dục của trường trung học phổ thông Mỹ Hào đạt được nhiều kết quả tích cực, nhà trường được công nhận là trường tiên tiến xuất sắc của tỉnh. Năm học 2023-2024, trường có 615 học sinh vào lớp 10, nâng tổng số học sinh của nhà trường trên 1.730 em. Trường tiếp tục phấn đấu triển khai thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, không ngừng học tập đổi mới hoạt động dạy và học, xây dựng môi trường giáo dục tiên tiến hiện đại, chú trọng quan tâm hoạt động hướng nghiệp cho học sinh.
Đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tới dự lễ khai giảng năm học mới với hơn 1.000 cán bộ giáo viên và học sinh trường Trung học phổ thông Đức Hợp. Năm học 2022-2023, vượt qua những khó khăn do tác động của dịch bệnh COVID-19, trường Trung học phổ thông Đức Hợp đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra. Trong đó có 4 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 11 em học sinh đạt giỏi cấp tỉnh, một dự án khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, tỷ lệ học sinh có 12 tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 100%, đỗ đại học là gần 70%. Nhà trường đã đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo hướng phát huy năng lực phẩm chất của học sinh. Đồng chí Trần Thị Tuyết Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh dự lễ khai giảng năm học mới với thầy và trò trường Trung học phổ thông Minh Châu, huyện Yên Mỹ. Trường Trung học phổ thông Minh Châu có trên 1.000 học sinh. Trong năm học vừa qua, 100% học sinh nhà trường đỗ tốt nghiệp. Số học sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 trong kỳ thi tuyển sinh đại học đạt gần 89%. Nhiều em đỗ với số điểm cao như em Nguyễn Thành Nam, lớp 12A đạt 28,05 điểm, em Phan Thị Mai Anh, lớp 12B đạt 27,25 điểm. Hôm nay cùng với cả nước khoảng 332.000 trẻ mầm non và học sinh phổ thông trên toàn tỉnh háo hức phấn khởi dự lễ khai giảng năm học mới 2023-2024, năm học của niềm tin và sự quyết tâm đổi mới theo chiều sâu, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. 7:30 lễ khai giảng mới bắt đầu, nhưng trước đó hơn một tiếng, trên các nẻo đường hướng về trường tiểu học và trung học cơ sở Thanh Long đã tấp nập người và xe. Các em học sinh trong bộ đồng phục mới được cha mẹ đưa tới trường. Đây là lễ khai giảng đầu tiên được tổ chức sau khi hai trường tiểu học và trung học cơ sở sáp nhập. Không chỉ thầy và trò nhà trường mà cả các bậc làm cha, làm mẹ cũng thấy háo hức chờ đón lễ khai giảng đặc biệt này. Tôi cũng rất là phấn khởi khi con em mình đã được đến một cái ngôi trường rất là khang trang, sạch sẽ. Các thầy cô giáo rất là tận tâm với công việc. Em cảm thấy rất vui và hạnh phúc nhưng mà cũng vô cùng là hồi hộp. Cũng như mọi năm, phần lễ khai giảng được tổ chức ngắn gọn nhưng đầy đủ các nghi thức như chào cờ, đọc thư của Chủ tịch nước, đánh trống khai trường. Phần hội được tổ chức với nhiều hoạt động, lấy học sinh là trung tâm như văn nghệ, thi đấu thể thao, trò chơi dân gian, biểu diễn xiếc, tạo không khí sôi động hứng khởi cho năm học mới. Tiếng trống trường đã điểm năm học mới 2023-2024. Năm học 2023-2024, tỉnh Hưng Yên đón khoảng 332.000 trẻ mầm non và học sinh tới trường. Toàn tỉnh có 530 trường học với hơn 10.000 lớp học. Năm học này được ngành giáo dục và đào tạo xác định là năm yêu cầu đổi mới, đi vào chiều sâu, đến từng môn học, đổi mới phương pháp dạy và học, kiểm tra đánh giá. Đây cũng là năm bứt phá thực hiện một khối công việc lớn, những khó khăn về cơ sở vật chất, thiếu giáo viên sẽ bộc lộ nhiều hơn so với năm học trước. Do đó, đòi hỏi các nhà trường, các thầy cô giáo và chính các em học sinh phải nỗ lực vượt qua. Nhà trường chú trọng chương trình lịch sử địa phương để cho các em tìm hiểu thêm về quê hương đất nước, khuyến khích các em trong cái môn tin học để phục vụ cho công tác chuyển đổi số quốc gia. Hướng các em tới một số cái hoạt động tập thể để tạo ra cái sân chơi vui vẻ cho các em. Đổi mới ở đây không chỉ là giáo viên, học sinh mà còn là các bậc phụ huynh và toàn thể các lực lượng giáo dục khác phải làm sao để học sinh có thể được học thông qua trải nghiệm và học thông qua thảo luận chia sẻ để từ đó các em vừa phát triển được các năng lực đồng thời là phát triển được phẩm chất của mình. Cần phải thích ứng được với chương trình học tập mới, phát huy được những điểm mạnh của mình trong các môn, còn những điểm gì mà mình chưa hiểu thì mình có thể hỏi các thầy cô và các bạn trên lớp, tránh việc mình học lệch. Một năm học mới với nhiều niềm tin vào chất lượng giáo dục được trao gửi, thầy cô giáo và học sinh trên địa bàn tỉnh đang háo hức bước vào năm học mới với quyết tâm cao thực hiện đúng chủ đề, đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Sáng nay, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh dự sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 9 năm 2023 tại chi bộ thôn An Khải, xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi. Cùng dự có Đại tá Tô Thành Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Thiết và giải
Chi bộ thôn An Khải có 54 đảng viên, trong đó 10 đảng viên được miễn sinh hoạt đảng, toàn thôn có hơn 2.000 hộ. Thời gian qua, chi bộ luôn dân chủ, đoàn kết, các buổi sinh hoạt đều có nội dung thiết thực, gắn với nhiệm vụ thực tiễn của địa phương và những vấn đề đang diễn ra tại cơ sở. Trong các buổi sinh hoạt, việc đánh giá, kiểm điểm hoạt động của ban chi ủy tháng trước và đề ra các nội dung phần việc của tháng tới được thực hiện nghiêm túc và đúng quy định. Vai trò của ban chi ủy trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, đầu tư cơ sở vật chất, xử lý ô nhiễm môi trường, quản lý đất đai, đề ra các giải pháp kéo giảm tai nạn xã hội luôn được phát huy. Phát biểu tại buổi sinh hoạt chi bộ thôn An Khải, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Quốc Toản biểu dương hoạt động của ban chi ủy, nhất là việc đổi mới nội dung các cuộc sinh hoạt, đề ra các nghị quyết sát hợp để lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội của địa phương, cũng như những ý kiến đóng góp thẳng thắn, trách nhiệm, có tính chất xây dựng của các đảng viên tại buổi sinh hoạt. Đồng chí cũng thông báo về tình hình thời sự trong nước và thế giới, những kết quả chính trong phát triển kinh tế xã hội tỉnh Hưng Yên 8 tháng đầu năm, điểm nổi bật trong nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên khóa 19 và một số định hướng phát triển của tỉnh thời gian tới. Đồng chí đề nghị chi bộ tiếp tục đổi mới sinh hoạt, đoàn kết, đề ra các nghị quyết thiết thực để lãnh đạo các phong trào ở địa phương, tiếp tục có các nghị quyết chuyên đề, tự soi, tự sửa ngay tại chi bộ, nhất là các đồng chí trong ban chi ủy. Chúng ta cần phải quan tâm đến đào tạo đội ngũ là đảng viên trẻ của thôn chúng ta, để kế thừa và tiếp tục lãnh đạo thôn chúng ta để thực hiện. Các đảng viên cao tuổi thì có rất nhiều kinh nghiệm, đó là kho báu rồi. Nhưng mà chúng ta mà không nuôi cái kế cận thì cũng không có nguồn. Thẳng thắn với nhau là lên tự soi, tự sửa và thảo luận, trao đổi. Và cụ thể hơn là tại sao chúng ta phát triển đảng viên nó khó thế. Chi bộ chúng ta mới cử 2 đảng viên đi học cảm tình, cũng đang theo dõi để kết nạp. Thế nhưng mà như thế là chúng ta vẫn chỉ là đảm bảo chỉ tiêu tối thiểu. Vì nguồn của chúng ta là đối với số hộ của chúng ta là khá đông, hơn 2.000 hộ để chúng ta quan tâm cái này phát triển. Đổi mới sinh hoạt chi bộ, chúng ta có cái sinh hoạt chuyên đề. Chuyên đề ở đây là chuyên đề về kinh tế của thôn chúng ta như thế nào, hai là hạ tầng thôn chúng ta thế nào, chúng ta bàn cụ thể từng bước. Cái nữa là cái quản lý đất đai của địa phương chúng ta ra sao, rồi vấn đề là rác thải ô nhiễm môi trường, rồi vấn đề an ninh trật tự của địa phương, quan tâm đến vấn đề là giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa của thôn chúng ta và xã chúng ta thế nào. Chi bộ cần tiếp tục quan tâm tới việc lãnh đạo để đưa quản lý đất đai vào nề nếp, đảm bảo an ninh trật tự, có kinh tế khá giả, môi trường sống lành mạnh. Để làm được, phải thực hiện tốt quy chế dân chủ, đả thông tư tưởng của người dân, làm tốt việc đấu giá đất để lấy nguồn vốn xây dựng nông thôn mới, quan tâm đến chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tạo việc làm cho người dân ngay tại cơ sở, làm căn cứ để giảm nghèo cho các hộ dân. Đồng chí Trần Quốc Toản đề nghị các đảng viên, đặc biệt là đảng viên cao tuổi, ban chi ủy tiếp tục phát huy trí tuệ, phẩm chất, bản lĩnh để xây dựng và phát triển chi bộ thôn An Khải đạt trong sạch vững mạnh, là chi bộ tiêu biểu của huyện Ân Thi trong thời gian tới. Phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm then chốt, có tính quy luật trong công tác xây dựng đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Thời gian qua, các cấp ủy đảng huyện Khoái Châu đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ và hiệu quả, qua đó tạo chuyển biến tích cực trong công tác phát triển đảng viên. Từ đầu năm đến nay, đảng bộ huyện đã kết nạp được gần 250 đảng viên mới. Trong những ngày đầu tháng 9, chi bộ thôn Kiến Châu, xã Tân Châu đã tổ chức kết nạp đảng cho 2 đảng viên là đồng chí Đặng Trần Hải, sinh năm 1995 và Nguyễn Thị Tươi, sinh năm 1989. Các đồng chí đều tốt nghiệp đại học cao đẳng, hiện đang có công việc ổn định. Cả 2 đồng chí đã tìm hiểu và có nhận thức đúng đắn về đảng, từng bước khẳng định năng lực bản thân, nỗ lực phấn đấu không ngừng trở thành đảng viên. Đây cũng là 2 trong số 10 đảng viên đã được xã Tân Châu kết nạp trong năm nay. Ngày hôm nay tôi được đứng trong hàng ngũ của đảng thì cá nhân tôi rất vui mừng và hạnh phúc. Là một đảng viên, tôi sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, không ngừng nỗ lực phát triển bản thân, tham gia vào các hoạt động của xã. Đảng bộ xã nhà hàng tháng là tổ chức họp giao ban, triển khai đến các bí thư chi bộ, rồi các ngành, các tổ chức đoàn thể, tuyên truyền sâu rộng đến các tổ chức là phải tìm nguồn, rà soát các thành viên, hội viên của mình, đảm bảo các cái tiêu chí, tiêu chuẩn mới cho làm thủ tục theo dõi để làm hồ sơ cái nào. Tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, công tác phát hiện, bồi dưỡng đảng viên luôn được nhà trường quan tâm. Trong 9 tháng đầu năm 2023, nhà trường đã kết nạp được 20 đảng viên mới, đặc biệt kết nạp được 15 đảng viên là sinh viên.
Khi mà em kết nạp đảng thì em cảm thấy nó rất là vinh dự, cũng như là có một dấu ấn ở trong thời kỳ sinh viên. Khi mà em được đứng ở trong hàng ngũ của đảng thì em luôn luôn phải nâng cao cái trình độ như là về chính trị, như là về học tập để có thể xứng đáng là một người đảng viên. Đảng ủy nhà trường cũng như các đảng viên tuyên truyền, giáo dục, phát hiện, tạo nguồn để bồi dưỡng các quần chúng có cái điều kiện phát triển trở thành đảng viên. Trong đó nhà trường tập trung vào tạo điều kiện cho các bạn sinh viên là có cái cơ hội phấn đấu để trở thành người đảng viên. Từ đầu năm 2023 đến nay, Đảng bộ huyện Khoái Châu kết nạp được gần 250 đảng viên mới, tăng 87 đồng chí so với cùng kỳ năm trước. Trong đó có 24 đảng viên là học sinh, sinh viên. Khu vực kinh tế tư nhân là 6 đồng chí. Đảng bộ huyện hiện có 50 tổ chức cơ sở đảng và gần 9.400 đảng viên. Trong thời gian tới, Đảng bộ huyện Khoái Châu tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo nguồn bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng nhằm bổ sung những quần chúng ưu tú cho đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, tập trung vào khối doanh nghiệp và trường học. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.